would get down with somebody I know. I guess that's just how it goes when you break up in a small town. I see our friends and they put on a show like they don't want me to know. So they give me the go around. There's only so many streets, so many lights. I swear it's like I can't even leave my house. Should've known all along, you gotta move and move on. When you break up. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện ở nhà các bạn đang sử dụng máy gì để mà Photoshop dựng phim render? Hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn biết là cái bộ máy của Hiếu đang sử dụng được 3 tháng rồi. Hiệu năng rất là tốt, hiệu năng rất là ổn nên Hiếu chia sẻ cho các bạn luôn. Nếu như có nhu cầu thì các bạn cứ ráp một bộ giống như Hiếu để mà sử dụng thử xem cái hiệu năng, hiệu suất của các bạn sử dụng nó như thế nào. Còn những cái này của Hiếu là Hiếu đã mua ở máy tính Nguyễn Khanh ở thành phố Biên Hòa. Thì Hiếu sẽ để địa chỉ và đường link ở trên này cho các bạn nhấp vào nhé. Rồi, Hiếu sẽ giới thiệu từng món mà Hiếu đã build lên cái thùng này. Lần lượt từng món Hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn. Món đầu tiên mà Hiếu chia sẻ cho các bạn đó là chiếc Man X97. Nó đang chạy trên hai con Xeon 2650V2. Hiếu cảm thấy combo này rất ổn luôn, chạy rất ổn. Hiếu sẽ để món này qua một bên. Hiếu sẽ review cái tiếp theo cho các bạn. Đây là chiếc kẹt 10606G. Đây là chiếc kẹt mà Hiếu cảm thấy đẹp nhất luôn. Hình của nó rất là đẹp, kiểu dáng của nó rất là đẹp. Mặt này của nó cũng có một cái lớp che cái bộ mạch. Hiếu cảm thấy rất là ưng. Phía trước này có một cái màn hình nó hiển thị các thông số của kẹt. Hiệu năng nó cũng rất là tốt. Đây là hai chiếc RAM, một chiếc 16GB, hai chiếc là 32GB. Hiếu đã bọc cho nó hai cái lớp tản nhiệt có đèn, có LED. Lúc mà mở lên thì nó chớp chớp nhìn rất là đã mắt. Nó tản nhiệt cũng tốt nữa. Đây cũng là của Yongbo luôn nha mọi người. Tản nhiệt này của Hiếu cũng là Yongbo. Cây của Hiếu ở đây cũng là Yongbo luôn, cho nó đồng bộ với nhau. Tiếp theo nữa là Hiếu sử dụng SSD 240GB. Lý do tại sao Hiếu chỉ dùng 240GB, tại vì Hiếu chỉ để nó chạy Win thôi. Ổ mà để Hiếu lưu trữ, Hiếu sử dụng những cái ổ HDD như thế này. HDD của Hiếu đang xài là hai ổ, mỗi ổ là 2T. Còn chiếc nguồn mà Hiếu đang xài ở đây là Hiếu đang sử dụng nguồn ColorMaster V1000. Nguồn này công suất của nó thì dư xài cho cái bộ Hiếu đang dùng rồi, nhưng mà Hiếu muốn cho nó chạy cho nó mượt, về lâu về dài nó lâu nó bền nữa. Chứ như các bạn chỉ cần build con 600W là ổn rồi. Dây nhợ của nó bọc rất là đẹp. Đây là một chiếc thanh đỡ kẹt, chống đỡ kẹt khỏi kẹt bị sệ. Đèn trong này nó là 7 màu, nó có thể đồng bộ được với lại hub của bộ đèn LED, cho nên là lúc mà bật lên thì nó chạy rất là đồng bộ, rất là đẹp. Cái quan trọng nhất, cái mà Hiếu rất là ưng là cái cây này, cái vỏ này 4.9 triệu của hãng Yongbo. Model của nó là 01. Tất cả ba mặt của nó ở đây là kiến cường lực nha các bạn. Mặt sau của nó vẫn là kiến cường lực, mặt trên cũng kiến cường lực, mặt bên hông của nó cũng là kiến cường lực. Rồi kết cấu của nó thì một hồi nữa Hiếu sẽ quay chi tiết của nó sau, tại vì bây giờ có xem thì cũng rất là tối nên không có thấy rõ đâu. Ok, bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu vô Hiếu ráp cái bộ máy này. Các bạn theo dõi quá trình ráp của Hiếu ha. Hoàn thành Hiếu sẽ cho các bạn coi cái cây này nó đẹp như thế nào. Ok, let's go. Get down with somebody I know. I guess that's just how it goes when you break up in a small town. I see our friends and they put on a show like they don't want me to know. So they give me the go around. There's only so many streets, so many lights. I swear it's like I can't even leave my house. I should've known all along, you gotta move and move on when you break up in a small town.